Xin được trân trọng kính chào quý vị khán giả. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Cơ thể bạn nói gì? Và thưa quý vị, ngày hôm nay chủ đề của chúng ta là những thói quen thường gặp khiến bệnh đại tràng tái đi tái lại không dứt. Thưa quý vị và các bạn, bệnh viêm đại tràng mãn tính và hội chứng ruột kích thích là hai căn bệnh phổ biến trong cuộc sống của chúng ta. Rất nhiều người mặc dù đã tìm nhiều phương pháp khác nhau, tìm nhiều cách khắc phục nhưng những bệnh này vẫn tái đi tái lại nhiều lần. Những căn bệnh này tuy không gây nguy hiểm tới tính mạng nhưng nếu để lâu và để tái đi tái lại nhiều lần thì có thể có những biến chứng nguy hiểm và đặc biệt là ảnh hưởng rất nhiều tới chất lượng cuộc sống của chúng ta. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể điều trị dứt điểm được những tình trạng bệnh này? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình hôm nay của chúng tôi. Xin được trân trọng giới thiệu thầy thuốc ưu tú bác sĩ cao cấp Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Vâng, chào Thảo Vân, chào các quý khán giả đang theo dõi chương trình. Và một vị khách mời nữa chúng tôi xin được giới thiệu anh Trần Quang Thanh đến từ Hà Nội. Chào MC Thảo Vân, chào bác sĩ, chào khán giả đang xem chương trình. Xin được mời quý vị cũng như các vị khách mời chúng ta cùng theo dõi một phóng sự để có một cái nhìn khái quát về cái căn bệnh rất phổ biến hiện nay của chúng ta. Mắc đại tràng cách đây 30 năm, có những lần bụng cuồn cuộn lên, đau như đau đẻ. Bà Trần Thị Liên, 70 tuổi, ở thôn Ái Quốc, xã Đình Chu, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, phải thốt lên trong sự bất lực rằng không biết kiếp trước mình có tội tình gì mà kiếp này lại bị ông trời đày đọa khổ sở đến thế. Bị đại tràng ấy là gần 30 năm này rồi. Gần 30 này thì không biết là lại đại tràng đâu. Thế này chỉ có thấy là bụng nó đầy với nó quắn với nó thế. Ăn uống vào nó khó tiêu, khó chịu. Nó quắn thì bụng nó cù lên như kiểu là đau đẻ đấy. Kiểu này là có khi là run. Thế là mua thuốc run để uống. Cũng nó có thế nào đâu. Nó vẫn cứ hình thường thế thôi. Đi siêu âm này, đi chiếu đi chụp tất cả các mọi mặt thì người ta vẫn chỉ kết luận là đại tràng thôi. Chứ còn chả có bệnh thật thế gì. Lúc mà bà bị mắc bệnh đấy ấy, là đi ngoài ấy, thì đi lúc thì đi 3-4 lần, lúc thì đi 2 lần. Đấy, mà bụng là nó cứ râm râm đau. Thế này uống nào là uống lao. Ổi này, uống các đủ, các loá, các lẩu như thế này. Thế nhưng không đâu. Còn phân sao? Phân sống. Những mình ăn ít thì nó bị táo bón. Táo bón là cứ 2 ngày mới đi lần, 3 ngày mới đi lần. Phải ăn kiêng khém. Ăn thì mình chỉ có ăn tí thịt thế thôi. Chứ còn không có dám uống nước, uống nổi gì cả. Nhưng người ta thì là đi là ăn là hút nước, không đủ có ăn tộp nham. Thế như đời là toàn ăn kiêng khèo rồi, chứ có dám ăn sộp sạp đâu. Cái đại tràng là ảnh hưởng đến sức khỏe. Lúc về nghỉ là được 52 cân, thế mà bây giờ còn được có 42 cân đấy. Đó. Nó xuống đến mức độ như thế. Thế căn bản là mình về ăn uống là kiêng khèo vào. Ngày trước kia ấy, là có dùng các loại thuốc, đủ các loại thuốc đấy. Trước là nó cứ bị sống phân, nó bị lặng phân đấy. Thế nhưng bây từ hồi uống vào đến bây giờ thì nó đỡ được rồi, người nó được thoải mái hơn, dễ dàng, nó dễ chịu. Bụng già thì nó có đỡ, nó không có đầy trướng như thể là ngày trước kia. Đi ngoài đi các thứ nó đều đặn. Đêm hôm là mình vẫn cũng ngủ được, chứ không có phải là như ngày trước kia mà bảo là thức trắng đâu. Người là khỏe hơn, đi nhanh nhẹn hơn. Nên là nhắc mó làm được các thứ trong gia đình, nhà làm không thấy bệnh, chăn nuôi đủ mọi các thứ. Mang trong người căn bệnh đại tràng co thắt suốt 8 năm nay, hàng ngày phải đối mặt với những cơn đau bụng triền miên, những tháng ngày chỉ biết ôm toilet đến mất ngủ. Chú Trần Quang Thanh ở quận Đống Đa, Hà Nội đã từng nghĩ cuộc đời chắc chẳng còn gì kinh khủng hơn thế. Thời điểm vặn nhất là lúc nào bụng tôi cũng trướng lên, sôi hùng bụng, đầy hơi đánh hơi liên tục, nhất là đau bụng, đau lắm, đau tưởng như đứt ruột đến nơi rồi. Đau tái nhợt cả đi, mồ hôi mồ kê vã ra đầm đìa. Không thể chịu đựng được, chú quyết định tới bệnh viện để khám. Bác sĩ kết luận chú bị đại tràng co thắt và kê thuốc tây. Tưởng rằng dùng đúng thuốc là bệnh sẽ khỏi, nhưng nào ngờ. Tôi đi khám ở nhiều nơi rồi, bệnh viện nào cũng bảo tôi là bị đại tràng co thắt. Và kê đơn uống thuốc tây, mỗi lần kê đơn thì uống trong khoảng chục ngày thì đỡ. Dứt thuốc ra thì lại bị lại. Vì thế tôi chán, tôi không muốn đi khám nữa. Cứ kê đơn thuốc lần trước mà đi mua thôi, mà bệnh lại tái phát liên hồi. Biết bệnh của mình nên chú Thanh ăn uống kiêng khem rất khổ. Bởi vì cứ ăn vào là đi ngoài liên tục, ăn gì đi nấy,
phân không sống, lại nát, lổn nhổn. Chú bảo mắc bệnh này chẳng khác nào bị cầm tù, khổ lắm. Rất nhiều người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích thì họ đều gặp phải cái hiện tượng là vẫn bị đau bụng, chướng bụng, đầy hơi, khó tiêu, đi ngoài nhiều lần. Vì bệnh của mình thì họ đã uống thuốc rất đều đặn và cũng rất là kiêng khem trong cái quá trình ăn uống của mình. Tại sao hiện tượng này vẫn cứ bị lặp đi lặp lại như vậy ạ, thưa chuyên gia? Thưa Thảo Vân và các quý khán giả đang theo dõi chương trình, viêm đại tràng mãn và hội chứng ruột kích thích là bệnh mãn tính và hay bị tái đi tái lại. Thứ nhất là chế độ ăn uống, nếu kiêng khem quá thì làm sao? Thì gầy mòn sút, đến khi mà thấy mệt quá thì ăn vào lại ăn lấy hơn để. Mà cái bệnh lý này nó xảy ra tất cả mọi lứa tuổi, đặc biệt tuổi trẻ. Chỉ cần sau những bữa ăn uống nhậu nhẹt hoặc liên hoan, nhất là hội chứng ruột kích thích, người ta nói do vấn đề do thần kinh căng thẳng. Hiện nay chúng ta thấy cái điều kiện làm việc căng thẳng, stress, hoặc là lớp trẻ cũng thế, ngoài làm việc ra còn sinh hoạt nó một cách người ta thấy rằng nó gọi là vô độ, bất cập trong kể cả vấn đề ăn uống, dẫn đến nó tái phát lại. Cái điều thứ ba nữa là gì? Là do vấn đề thuốc. Thuốc ở đây làm sao? Thứ nhất là không đúng thuốc. Bệnh nhân bây giờ, nhất là ở nước mình thì làm sao? Cứ bị cái gì đau bụng thì ra một cửa hàng dược mua thuốc. Bị rối loạn, bị tiêu chảy thì mua thuốc, mà táo bón thì mua thuốc làm nhuận tràng. Tức là không cần đến bác sĩ. Một là tự động sử dụng thuốc hoặc nghe mách bảo nhau. Do đó dẫn đến tình trạng những người đang bị bệnh mãn tính thì cứ do nó lại bị tái lại. Những cái trường hợp đúng thuốc rồi chẳng hạn thì lại không kiên trì, bỏ giữa thuốc, hoặc là đỡ rồi thì lại thôi, thì nó lại tái lại. Và cái điều nữa là điều thứ tư dẫn đến nó dễ tái phát là gì? Chưa đúng gặp thầy, gặp thuốc. Đấy là những cái nguyên nhân dẫn đến tình trạng bệnh lý viêm đại tràng mãn và hội chứng ruột kích thích nó hay bị tái lại. Vậy thì chuyên gia có lời khuyên nào để những người mà bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích có thể kiểm soát được tình trạng bệnh của mình một cách tốt nhất ạ? Thứ nhất là cái chế độ sinh hoạt nó phải lành mạnh. Tức là làm sao ăn uống anh phải chọn lọc, tăng cường rau xanh, tránh xa những chất cay nóng kích thích, những chất chiên xào, phải tránh cái stress, áp lực căng thẳng, tập luyện thể dục thể thao. Thuốc thì phải chọn lọc, hạn chế những cái kháng sinh, hạn chế những cái thuốc tây. Mà kháng sinh nếu dùng liều dài, liều cao thì gây mất cân bằng giữa cái vi khuẩn có lợi và vi khuẩn có hại ở trong đường ruột. Vi khuẩn có lợi bị tiêu diệt với vi khuẩn có hại nó phát triển, dẫn đến rối loạn đại tràng, làm tăng cái co bóp đại tràng, để giúp cho hỗ trợ khắc phục không bị cái bệnh hội chứng ruột kích thích và viêm đại tràng mãn nó bị tái đi tái lại, thì người ta điều trị căn nguyên gốc của nó là phải bổ sung lợi khuẩn kết hợp với các thuốc thảo dược thì nó cân bằng lại, nó ổn định để phục hồi lại cái chức năng của nhu động của ruột được khỏe mạnh hơn. Vâng, chuyên gia đã vừa nói tới, đề cập tới cái việc quan trọng nhất để chúng ta có thể kiểm soát được bệnh viêm đại tràng không bị tái đi tái lại nhiều lần, đó là tác động tới căn nguyên của bệnh. Vậy thì chuyên gia có thể nói rõ hơn về vấn đề này được không ạ? Điều trị căn nguyên gốc của nó này, thứ nhất là người ta bổ sung lợi khuẩn. Một là Bifidobacterium và cái Lactobacillus. Hai cái lợi khuẩn này nó chiếm đến 85% và chỉ có 15% là hại khuẩn. Nó bám vào cái thành niêm mạc của ruột suốt từ ruột non cho đến ruột già, và nó tạo tiết ra chất nhầy bảo vệ kép cho hệ thống ruột, giúp cho tiêu hóa các cái thức ăn và những cái khó tiêu ở ruột non phải đẩy xuống đại tràng. Đồng thời làm sao nó còn làm nhiệm vụ bảo vệ và phục hồi lại cái chức năng nhu động của ruột, hàn gắn những cái tổn thương ở ruột. Cân bằng vàng là giữa 85 lợi khuẩn và 15 hại khuẩn. Nhưng mất cân bằng này thì dẫn đến cái hội chứng ruột kích thích hoặc là viêm đại tràng mãn. Và cái thứ hai nữa, người thấy rằng trong cái nguyên nhân như tôi nói trên ấy, là do thần kinh căng thẳng dẫn đến nó mất cân bằng giữa não bộ và hệ thống ruột. Bởi vậy làm sao phải bổ sung, nhất là cái sản phẩm là 5-HTP chiết xuất từ một cái hạt của châu Phi, chính là 5-hydrotryptophan là tiền chất của một cái chất dẫn xuất thần kinh. Nó điều hành 5-10% ở não bộ và đến 90% ổn định được cái nhu động của ruột. Ngoài ra người ta còn có thể kết hợp với các cái thảo dược tự nhiên đã có sử dụng lâu đời ở trong nước ta cũng như trên thế giới. Xu hướng thời đại bây giờ ấy, bào chế người ta lấy những tinh túy của các dược chất thảo dược tự nhiên kết hợp với các dược chất hiện đại điều trị cho những cái chứng bệnh, đặc biệt như cái chứng bệnh của hội chứng ruột kích thích và viêm đại tràng mãn. Ví dụ như là bạch chuột và lá bài hương cộng với lại bạc hà giúp cho chữa được cái táo bón của cái hội chứng ruột kích thích. Cái thứ hai người ta có thể kết hợp thì là cộng với cái uninin chất xơ là để chữa cái táo bón, đó là cái dưỡng chất để cho lợi khuẩn phát triển.
kết hợp với gừng và cái hoàng liên. Hoàng liên chính là một cái kháng sinh thực vật, nó tác dụng chống viêm và kháng khuẩn rất tốt. Lô hội và L-arginine nó tác dụng làm mát gan và kích thích tạo ra men tiêu hóa, đặc biệt là có đu đủ tiêu hóa các chất đạm. Người ta có thể dùng cái lá cây du đỏ giảm đau và phục hồi lại cái chức năng của đại tràng. Thảo dược thiên nhiên hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm đại tràng mãn và hội chứng ruột kích thích và khắc phục được các cái triệu chứng như là đau bụng, đầy hơi, chướng bụng và tiêu chảy hoặc táo bón. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm sau đây của chúng tôi. Bác Đại ơi! Bác Đại! Bác Đại ơi! Ôi! Sao là nhà cửa nó mở toang toang này mà chả thấy đâu nhỉ? Chủ quan thật đấy! À, cô Tràng đấy à? Cô đến chơi hay có việc gì đấy? Dạ vâng ạ! Tôi có ở chút việc ở trong kia. Dạ! Tôi... Cô ngồi đây một tí nhá. Dạ! Tôi xin phép! Ôi! Thầy xong rồi! Ôi giời ơi, mệt mỏi quá rồi. Dạ. Cô uống nước đi. Dạ vâng ạ. Cô ngồi uống nước nhá. Tôi lại xin phép một tí. Ôi, con làm sao thế ạ? Ôi, khó chịu. Bác xoay nước ạ. À vâng, mời cô. Vâng. Ôi, xong rồi. Bác ơi. Ôi giời, mệt quá tôi bất tử. Bác làm sao đấy ạ? Tôi bị bệnh đại tràng. Khó chịu quá, đau âm ỉ suốt ngày thế này này. Bác sĩ bảo tôi là viêm đại tràng mãn tính. Dạ. Bụng nó lúc nào cũng trướng lên. Vâng. Sôi hùng hục ấy, đau âm ỉ dê dầm suốt cả ngày. Vâng. Đói cũng đau, no cũng đau. Ăn một tí vào là lại chạy đi rồi để chạy vào. Vâng. Toilet suốt rồi. Vâng. Mỏi mọt lắm cơ. Sáng nay mà nói thật với cô. Chót uống một chút cà phê sữa thì buồn ngủ quá. Uống xong rồi từ sáng giờ chạy 4-5 lần rồi đấy. Bác bị đại tràng cũng giống em đấy. Cô cũng bị đau đại tràng à? Vâng, ôi dồi ôi, cái lúc mà bị đau đại tràng ấy, thần sắc nó chán lắm. Đây này, hiện tại là thần sắc của bác đang kém đấy. Giống như em ngày xưa ấy, ăn chán lắm mà gầy. Da mặt ấy thì lúc nào sắm ngoát ra vì đi ngoài. Cô ra đây nó phỏng vào da rẻ đẹp hết đấy. Cô có cái giải pháp thế nào? Cô giới thiệu với tôi đấy. Em dùng cái giải pháp của Mỹ, chiết xuất từ thiên nhiên bác nhá. Lá bạch chuột này, lô hội này, hạt thì là này, lá bài hương này, tất cả đều từ thảo dược thiên nhiên, lành tính mà hiệu quả vô cùng bác ạ. Cô gửi cho tôi cái giải pháp ấy đi. Em nhờ cái cậu em bác sĩ khám cho đấy. Ờ. Hôm tới này em sẽ giới thiệu cho bác nhá. Bác điều trị cho nó khỏe hẳn đi. Thưa quý vị, như từ lúc đầu Thảo Vân có giới thiệu, cũng có một vị khách mời nữa chúng tôi mời đến chương trình, anh Trần Quang Thanh. Được biết là anh cũng đã bị hội chứng ruột kích thích đúng không ạ? Vâng, anh có thể chia sẻ chúng tôi về tình trạng bệnh của anh như thế nào ạ? Tôi bị chứng đại tràng co thắt đã 8 năm nay rồi. Thời điểm nặng nhất là lúc nào bụng cũng trướng lên và sôi hùng mục, đầy hơi khó chịu. Đói cũng đau mà no cũng đau. Có những trận co thắt tưởng chừng như sắp đứt ruột đến nơi rồi. Mà cứ ăn vào là đi ngoài ngay. Có lần uống một cốc bia với bạn mà đi liên tục, đi xong lại muốn đi tiếp. Mỗi lần đi ra ngoài là một lần ác mộng. Đi đến đâu việc đầu tiên là ráo rác tìm xem nhà vệ sinh ở đâu. Kể ra thì xấu hổ lắm chứ, nhưng biết làm sao được. Phân thì nát, lổn nhổn. Nhìn phân là biết ngay vừa ăn cái gì. Vì ăn gì là đi ra đấy luôn. Có khi chưa kịp bung bát bung đũa đã buồn đi rồi ấy chứ. Ấy thế mà có đợt tôi bị táo bón đến 10 ngày. Sờ bụng thì cứ thấy từng cục nổi gồ lên ở bụng trái. Tôi đã đi chữa nhiều nơi rồi. Bệnh viện nào họ cũng bảo là đại tràng co thắt và kê đơn uống thuốc liệu trình khoảng chục ngày. Uống thì đỡ đau, đỡ đi ngoài, nhưng rất là bị lại. Sau lần đi khám đó là cứ mỗi lần đi đau bụng đi ngoài là tôi lại tự ra mua thuốc về uống. Chẳng dám ăn gì cả, kiêng khem dữ lắm. Nên người cứ gầy gò xanh xao, da rẻ sạm cả lại, sụt đến 6-7 cân liền. Lúc nào cũng mệt, chẳng muốn làm gì cả. Tình trạng sức khỏe của anh thế nào ạ? Chắc là ổn hơn nhiều rồi đúng không anh? Hiện tại bây giờ thì sức khỏe tôi đã khá ổn định rồi. Tình cờ tôi biết đến giải pháp 100% thành phần thiên nhiên an toàn, đặc biệt có chứa 5-HTP, bạch chuột và lợi khuẩn, giúp tác động tới nguyên nhân gây bệnh. Qua một lần đọc được một bài báo sức khỏe, tôi mua ngay về uống. Bụng dạ đã êm hẳn, nhẹ nhõm, bớt chướng và không còn sôi hùng hục nữa. Thấy tín hiệu khả quan nên tôi cố gắng uống đều đặn, thì bệnh gần như đỡ hoàn toàn. Ăn uống hải sản, rượu bia, gia vị chua cay cũng vô tư.
không làm sao cả. Hàng ngày tôi đi vệ sinh chỉ một lần nhất định vào một buổi thôi. Đi đâu tôi cũng thấy thoải mái, ăn được tiêu hóa khỏe mạnh, đầu óc thoải mái. Nên từ đó đến giờ tôi cũng tăng được 3 cân rồi. À vâng, thưa chuyên gia. Chuyên gia vừa nhắc tới những cái lợi khuẩn thảo dược cùng với 5-HTP trong cái phần chia sẻ của mình để chúng ta có thể sử dụng nó như là một trong những phương pháp rất tốt để có thể kiểm soát được cái bệnh viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Và cũng như anh Trần Quang Thanh vừa chia sẻ thì đấy cũng là những cái biện pháp vô cùng tuyệt vời để giúp anh ấy có thể có được một cái sức khỏe tốt, ổn định như bây giờ. Vậy thì chuyên gia có thể phân tích rõ hơn cho chúng tôi biết được về vấn đề này không ạ? Nó kết hợp nhiều vị tinh túy đem lại kết quả rất là tốt, đặc biệt nó đánh thẳng vào cái nguyên nhân gây ra cái hội chứng ruột kích thích và viêm đại tràng, đó là 5-HTP và cái lợi khuẩn. Ngoài ra nó có các cái thảo dược bạc hà, thìa là, lá bài hương và bạch chuột. Riêng bạch chuột đây thì vừa chữa được cái táo bón, vừa chữa được cái tiêu chảy, kết hợp với lại hoàng liên và gừng để ôn ấm. Nó chống được tái phát vì lý do gì? Vì nó chữa được cái viêm, các loại viêm, giảm được các cái thuốc Tây y và khống chế được cái tác dụng phụ của cái anh Tây y. Đồng thời nó giảm được cái là gì? Cái gánh nặng cho gan của bệnh nhân. Cái giải pháp này nó có tác dụng giảm nhanh các cái triệu chứng của cái bệnh lý đại tràng mãn tính và cái hội chứng ruột kích thích là đầy hơi, chướng bụng, giảm cái đau bụng và giảm được cái đại tiện táo bón và tiêu chảy, đảm bảo cho cái sức khỏe của hệ tiêu hóa tốt lên, đồng thời phục hồi lại được cái những cái viêm nhiễm của đường ruột, đồng thời đảm bảo cái chức năng nhu động của ruột, giúp cho cái tiêu hóa khỏe mạnh hơn và bệnh nhân thể ăn uống trở lại bình thường và không tái phát. Bào chế với một công nghệ cao, tức là siêu nano, tức loại bỏ tạp chất, chỉ dùng những cái tinh chất của dược chất và lợi khuẩn để đưa đến cái tế bào đích, tăng cái hiệu lực của cái lợi khuẩn và cái dược chất. Với cái công nghệ siêu nano đó, tăng cái hấp thu và tăng cái hiệu lực và giúp cho khắc phục được cái bệnh lý và chống được cái tái phát. Xuất xứ từ các thảo dược tự nhiên, được bào chế hiện đại cho nó an toàn, hiệu quả, sử dụng lâu dài, ít tác dụng phụ, rất hữu ích đối với những bệnh nhân bị viêm đại tràng mãn và hội chứng ruột kích thích. Hai lần được nhận giải thưởng vàng của Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam vào năm 2019 và 2021. Thưa bác sĩ, là tôi sử dụng cái liều thuốc này là sức khỏe tôi đã ổn định rồi. Thì xin hỏi bác sĩ là tôi có thể sử dụng được thuốc này lâu dài không? Và có tác dụng phụ gì không ạ? Bệnh này nó là bệnh mãn tính, lâu dài hay tái phát. Cho nên khi anh đã ổn định rồi, tiếp tục sử dụng, duy trì, xuất xứ từ thảo dược thiên nhiên, bào chế với công nghệ cao, lọc bỏ tạp chất, lấy tinh chất, cho nên nó an toàn, hiệu quả và ít tác dụng phụ. Ngoài ra anh vẫn phải kết hợp tập luyện thể dục thể thao, ăn uống thanh tao rau nhiều và làm sao uống thuốc đúng liều. Thứ ba nữa là sống vui sống khỏe. Hơn 1/3 cuộc đời phải sống chung với căn bệnh đại tràng đã khiến cuộc sống của bà Liên luôn chìm trong sự u uất mệt mỏi. Chưa bao giờ bà nghĩ được rằng lại có ngày mình đẩy lui được bệnh đại tràng, nhất là bằng một cách đơn giản đến như vậy. Từ hồi mà anh Bằng đem cái thuốc này về để cho bà uống đấy, thì là bà lại không có dùng cái gì thuốc khác nữa. Thì chỉ có uống một cái loại này thôi. Từ hồi uống vào thì thấy nó cũng có hiệu nghiệm đấy. Nó không có quặn bụng lên nữa, mà ăn uống thì cũng chả phải kiêng khem mới nữa, vì ăn uống vẫn lại bình thường. Nổi cục mới quặn lên, mới đau bụng là đỡ, là khỏi, là không thấy có, nó không thấy có cái quặn bụng, đau bụng lên nữa. Và đi ngoài đi nghiệp là nó bình thường, nhưng nó không còn như thể là ngày trước kia, mà mình đi là nó cứ đau đầy bụng, đầy hơi các thứ đấy. Như từ hồi là sử dụng cái này vào thì là đi đúng nó bình thường rồi, mà phân viết thì nó bình thường chứ nó không có như trước. Bây giờ tôi thích đi đâu thì đi, làm gì thì làm, chẳng phải suy nghĩ. Hẳn là nhiều người sẽ rất ngạc nhiên không biết tại sao chú Thanh lại vui vì những chuyện mà ai cũng có thể làm được đó. Nhưng với chú Thanh, để có được điều bình dị này thì chú đã đấu tranh hàng năm trời với căn bệnh mang tên đại tràng co thắt. Nhờ sử dụng sản phẩm Boni Bio của Mỹ mà sức khỏe tôi mới được như hiện tại đấy. Không còn chướng bụng đầy hơi đi ngoài nữa, bụng không còn sôi lên lục ngục nữa. Nhận thấy hiệu quả nên tôi kiên trì dùng đều đặn, ăn uống hải sản, rượu bia, gia vị chua cay, vô tư, không làm sao cả. Hàng ngày tôi chỉ đi vệ sinh đúng một lần vào giờ nhất định
không còn đau bụng nữa, ăn được tiêu hóa khỏe mạnh, đầu óc thư thái. Tôi đã tăng được 3 cân rồi. Tôi cực kỳ hài lòng về sản phẩm Bony Bio này. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian để theo dõi. Còn bây giờ xin được kính chào và hẹn gặp lại.